Đây các bạn, hiện tại từ thành phố đang bị một con quái vật khổng lồ tấn công các bạn ơi. Ui rồi, đây là một con nhện. Quái vật nhện có tới 6 cái tai khổng lồ rồi bạn. Ai, hiện tại thì nó đang tấn công những người dân ở đây các bạn ơi. Ai, ui rồi, nó đang tấn công vậy. Ai, có rất là nhiều cảnh sát ở trong thành phố đang chiến đấu với con quái vật nhện khổng lồ rồi bạn. Ai, ui cha. Ai, các bạn thấy nó rất là lớn rồi không? Ai, nó đang tấn công rồi bạn. Đây, hiện tại thì người nhện Spider-Man tôi đang dùng máy bay trực thăng tới rồi bạn. Ui ui, con quái vật nhện nó ở dưới cho bạn. Rồi cái đây nó ở dưới cho bạn. Đây, hạ cánh xuống nha. Đây, ui cha, một con quái vật nhện khổng lồ các bạn ơi. Đây các bạn, đây hiện tại thì người nhện Spider-Man tôi đã tới nè. Đây, nó đang tấn công ở đằng kia kìa. Trà rất là lớn luôn. Đây, tôi tiêu rồi. Hiện tại thì tôi phải nhanh chóng bay trở về căn cứ của các siêu nhân người nhện Spider-Man để gọi thêm đồng đội tới các bạn. Một con nhện này rất là to luôn nha. Đây, phải nhanh chóng bay trở về thành phố, bay trở về căn cứ gọi thêm đồng đội tới các bạn. Nhanh lên, nhanh lên. Ui, nó tới các bạn. Đây, quái vật nhện nó tấn công chiếc máy bay trực thăng của siêu nhân người nhện tôi đâu bạn. Đây, có đánh một phát siêu nhân người nhện tôi bay lên rất là cao trên trời luôn nè. Đây, thả dù xuống nha bạn. Chiếc máy bay sắp phát nổ rồi. Ui dồi. Đây, đây, tiêu rồi. Chiếc máy bay xì khói rất là nhiều luôn bạn. Đây, con quái vật nhện khổng lồ 6 tay này thì hình như là nó không cho siêu nhân người nhện tôi quay trở về căn cứ rồi. Rồi các đồng đội của tôi tới không ơi. Đây, nó dưới kìa bạn. Đấy, nó đang đứng đợi tôi ở dưới kìa. Ui da. Đấy, nó bay lên luôn các bạn. Đấy. Đấy, các bạn thấy nó bay lên, nó tấn công siêu nhân người nhện các bạn. Mẹ cha tôi tiêu. Ây da. Ui da. Tôi tiêu rồi các bạn. Hiện tại thì con quái vật nhện này nó phát hiện ra siêu nhân người nhện tôi rồi. Nó đang đuổi theo tấn công siêu nhân người nhện tôi các bạn ơi. Đây. Ui, nó tới kìa. Phải tìm một cái tòa nhà đó núp thôi các bạn. Ui, nó tới kìa các bạn ơi. Mày cha, cha, nhanh lên. Ê, ở đây có một chiếc xe nè. Hên quá các bạn, nhanh lên. Ê, chú, nó tới kìa. Tôi đang bẻ khóa cái chiếc xe này để sử dụng nha bạn. Đây, không còn cách nào khác, phải sử dụng chiếc xe này thôi. Nhanh chóng quay trở về gọi cho đồng bọn của tôi là các siêu nhân người nhện. Đồng đội của tôi tới các bạn, nó tới. Không sống rồi các bạn. Đây, nó tấn công siêu nhân người nhện tôi rồi. Đây, xem ra là cái con quái vật nhện 6 tay khổng lồ này nó không cho siêu nhân người nhện tôi gọi đồng đội tôi tới thôi. Đây, đây, cha. Rất là tuyệt vời. Tôi phải sử dụng sức mạnh người nhện rồi bạn. Đây, không biết là đánh lại nó hay không các bạn. Quái vật nhện này nó có tới 6 cái tay và nó rất là hung dữ luôn bạn. Đây, các bạn nhìn nè. Ây da. Đây, bắn thôi. Ui, cha, nó bắt được rồi. Đây, chết tiệt thiệt mấy. Quái vật này. Ui da. Quái vật này. Ui da, không ổn à. Đèo lên đây các bạn ơi. Ây, nó dưới các bạn. Ui dồi. Vậy mà nó cũng đuổi theo tới luôn bạn. Cha, không thoát được thật không ơi. Ây cha, phải nhanh chóng quay trở về căn cứ của các siêu nhân người nhện, tập hợp tất cả đến để tiêu diệt nó các bạn. Nếu không thì thành phố chắc là sẽ bị con quái vật này phá hủy thôi. Ui, nó mạnh lắm các bạn. Ây, nó đánh siêu nhân người nhện tôi văng bút chỉ luôn. Cha, này là không xong rồi nha. Tôi sẽ leo lên một cái tòa nhà cao thì mình cao để xem là nó có đuổi theo được không các bạn. Ai, nó đâu rồi? Đây, ui, thoát được rồi các bạn. Đây, con quái vật đâu mất tiêu rồi. Ui, con quái vật nhện 6 tay khổng lồ nó đâu mất tiêu. Ui, nó dưới các bạn. Nó bay lên kìa. Ui da, xem ra là nó quyết định tiêu diệt siêu nhân người nhện tôi luôn các bạn ơi. Xem là nó có thể leo lên được hay không các bạn. Ui, nó bay lên các bạn. Ui, không ổn rồi. Kiểu này thì làm sao mà thoát được nó các bạn. Kể cả trèo lên một cái tòa nhà thiệt là cao mà nó không có đủ thì nó làm được các bạn. Đúng đâu anh nè. Trụ luôn nó mạnh. Ây da. Quái vật nhện này. Đây, tôi trói nó lại. Giót. Đây, ủa nó leo lên bển các bạn. Đâu rồi, nó đâu rồi. Ủa nó đâu mất tiêu rồi. Ủa nó bển các bạn, nó đang đuổi theo kìa. Ôi, siêu nhân người nhện tôi đang trèo lên để thoát không được luôn.
tới rồi quen. Con quái vật nhện này thì nó không đèo tường giống như là người nhện của tôi được nha, nhưng mà nó bay lên rất là cao luôn bạn, nó nhảy lên cao lắm nha. Đây, tiêu rồi. Kiểu này thì làm sao mà quay trở về gọi cho đồng đội của tôi là các siêu nhân người nhện còn lại được các bạn. Đấy, và cũng không thể gọi cho các siêu nhân robot được nữa. Làm sao mà đánh lại nó lên các bạn. Đây. Đây, tôi sẽ leo lên cái tòa nhà cao nhất ở đây các bạn. Đây, có cái tòa bên đây nè. Tòa nhà bên đây thì cao nhất rồi bạn. Tôi nghĩ là con quái vật nhện sáu tay khổng lồ này nó không thể nào nhảy cao lên được cái tòa nhà này đâu nha. Đây, nó đang đập phá ở dưới các bạn. Đây, xem ra là nó rất là tức giận luôn ơi. Con quái vật này phải cực kỳ là hung dữ luôn bạn. Nếu mà tiếp tục như vậy thì chắc chắn là thành phố này sẽ bị con quái vật này phá hủy các bạn. Hiện tại thì người dân đang rất là lo sợ và hoảng sợ bởi cái con quái vật cực kỳ là hung hăng này luôn bạn. Đây, đâu rồi nó, đâu rồi. Ủa, nó đang đánh cái tòa nhà này các bạn ơi. Đây, nó đập cái tòa nhà này sụm dưới đây các bạn. Đấy, rung rinh luôn. Đây, phải nhanh chóng thoát khỏi đây thôi các bạn. Tôi phải nhanh chóng quay trở về căn cứ và gọi cho các siêu nhân người nhện đồng đội của tôi nha. Đấy, và cả các robot nhện Spider-Man các bạn đến để tiêu diệt cái con quái vật nhện khổng lồ các bạn. Đây, bay qua cái tòa nhà này nha. Đấy, đây nó dưới các bạn, thấy chưa. Ủa, nó kìa, nó kìa. Ý, nó phát hiện ra rồi các bạn. Đây, các bạn nhìn nó nhảy lên này nha. Không biết là nó có thể. Đây, ui, đây. Ui, tự nhiên lại rơi rồi. Đây, không ổn rồi. Xém nữa là rơi xuống là bị nó đánh te tua rồi các bạn. Đây, leo lên. Ui, nó đâu rồi. Làm sao đây các bạn. Hiện tại thì người nhện tôi vẫn chưa thoát khỏi con quái vật nhện sáu tay khổng lồ nữa các bạn. Chết tiệt thiệt, một con quái vật nhện khổng lồ mà nó còn có tới 6 cái tay nha. Tay cực kỳ là mạnh luôn các bạn. Nó đâu rồi. Hiện tại thì đây các bạn, có một cái kinh khí cầu nha các bạn. Đây, có một cái kinh khí cầu khổng lồ đang bay ở trên bầu trời nha. Siêu nhân người nhện tôi sẽ cố gắng leo lên cái tòa, leo lên cái kinh khí cầu này để thoát con quái vật nhện đó nha. Nhanh lên, nhanh lên, coi chừng nó tới. Đâu rồi, nó đâu rồi. Ui, rơi. Ui trời, đây. Ui, nó tới các bạn. Ui, có chết. Đây, leo lên. Đây, leo lên được rồi. Wow. Đây, hiện tại thì người nhện Spider-Man tôi đã thoát khỏi con quái vật nhện rồi các bạn. Đây, nó ở đâu ta? Đâu, để xem. Nó ở dưới các bạn. Đấy, các bạn thấy nó ở dưới không? Ủa, nó đang đứng ở dưới các bạn ơi. Đây, xem ra là nó đang đợi người nhện tôi nha các bạn. Đây, đây là một cái kinh khí cầu rất là cao luôn. Nó bay rất là cao trên bầu trời luôn các bạn. Đây, cái kinh khí cầu này thì rất là cao trên bầu trời các bạn. Con quái vật nhện thì nó, cho dù nó mạnh cỡ nào thì nó cũng không bay lên đây được đâu các bạn. Đâu rồi, nó đâu rồi. Đây các bạn, ủa, nó leo lên tòa nhà nè các bạn. Đấy, các bạn thấy không, nó đuổi theo cái kinh khí cầu mà siêu nhân người nhện tôi đang leo lên nè. Ây da. Đây, nó đang ở dưới các bạn ơi. Sao đây các bạn. Đây, hiện tại thì điện thoại của người nhện tôi cũng bị hư rồi các bạn. Hồi nãy ở trên chiếc máy bay ấy, con quái vật nó đánh chiếc trực thăng của người nhện tôi làm cho điện thoại tôi cũng bị hư rồi. Tôi không thể gọi điện về cho các siêu nhân người nhện đồng đội của tôi nha. Đây, đâu rồi, nó đây nè. Nó đâu rồi ta. Ý, coi chừng rơi xuống nha. Rơi xuống là thế nào cũng bị nó đánh te tua luôn ấy. Đây, để xem nó ở dưới nha. Ủa, nó đâu mất tiêu rồi các bạn ơi. Nguy hiểm vậy. Đâu rồi, nó đâu rồi. Nó đây nè bạn. Ôi, nó cũng gian, nó cũng đang cố gắng đuổi theo cái chiếc kinh khí cầu ở trên bầu trời nha bạn. Đây, bạn thấy chưa, to chưa. Hàm răng của nó nè bạn. Hàm răng như là quái vật nha. Đúng là quái vật nhện nha bạn. Đây, đây, biểu tượng một con nhện nha. Đây, không biết con quái vật này nó từ đâu xuất hiện nhưng mà nó có tới 6 cái tay nha bạn. Đây, đây.